Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình để tiếp tục với series tán gẫu ngày chủ nhật. Chủ đề đầu tiên hôm nay là ngày 2 của sự kiện đầu giá S cộng mới ra Magenta và mình cũng sẽ dự định đó là lên điểm tiếp. Với việc bây giờ đó là Mai World đang chiếm ở hạng 1 15.000 điểm thì đợt này mình cũng sẽ chỉ lấy ở hạng 2 thôi. Còn nếu mà trong tình huống uh, có một người chơi khác họ vượt lên 15.000 và đua với Mai World chẳng hạn thì thôi mình chịu khó lấy ở hạng 3. Hầu như S cộng mới nào bây giờ mình cũng sẽ cố gắng lấy Tối thiểu chắc là ở hạng 3 Còn đâu thì vẫn sẽ cố gắng ở hạng 2 với cả hạng 1 Và đợt này magenta là một S cộng mà Mình thấy là tốt Để các bạn nên lấy và sử dụng Tuy nhiên trước khi mà các bạn chơi Ở cái sự kiện thần thú hạn giờ này Thì các bạn nên đọc kỹ luật chơi Đó là quy tắc Rồi tham khảo một số cái clip hay là một số hướng dẫn Của những người chơi khác Để biết về cái thần thú hạn giờ này Thì các bạn sẽ đỡ bị mất kim cương một cách vô ích Thì cũng có bạn đã nói là dạo này thì cái sự kiện thần thú hạn giờ này nó cũng bớt hot hơn ngày ngày xưa ấy ngày xưa lúc mà cái thời mà bậc S nó còn nó như là thống trị thịnh hành hầu như ai cũng có ai cũng lấy để sử dụng S cộng thì uh, lúc đó có mỗi Mewtwo lên viết 12 hai ô thì đua top chứ còn chưa có S cộng nào cả và dần dần đó là Rayquaza nó có ở trong cái sự kiện đấu giá lúc lúc đấy thì những con S cộng này lúc mới ra mắt đấy thì nó sẽ rất là mạnh rồi và nó khác biệt rất là nhiều so với cả bậc s luôn và những bậc s cộng này lúc đó rất là quý nhưng đến thời điểm bây giờ thì uh, hầu như đó là ở trong cái gói hạn giờ này nạp này hay là ở trong cái um, các cái gói tân thủ tân huấn luyện viên cũng đều có thêm là những cái gói để các bạn có thể lấy được uh, bậc s cộng trong này rồi thêm các cái sự kiện như là quay may mắn cũng có thể lấy được s cộng hay là nạp uh, các sự kiện khác thì dần dần đó là những cái S cộng trong này nó theo kiểu mà uh, phổ biến rồi hầu như ai cũng có thể có được thì sự khác nhau bây giờ đó là S cộng đó là S cộng mới hay là cũ xong rồi S cộng đó nâng lên được nhiều sao có lên Z mu hay là cho được sử dụng bảo vật vàng hay không thì dần dần game nó cũng đã đi theo một chiều hướng khác rồi vậy nên là hôm chủ nhật tuần trước hay là hôm nào ấy mình đã vừa làm một cái clip về hướng dẫn tân thủ và mình cũng không ngờ rằng là các bạn cũng đón nhận cái clip đó khá là nhiều chúng ta sẽ cùng ngó qua nhé à cách đây 3 ngày trước bây giờ đã được 8.800.000 lượt xem rồi ờ, cái này mình làm chủ yếu là dành cho những bạn nào mà mới chơi mới bắt đầu tiếp cận cái game này thì các bạn cũng sẽ cảm thấy là hơi khó khăn bởi vì bây giờ khi các bạn bắt đầu vào một trò chơi mới uh, với quá là nhiều tướng như vậy kiểu dạng cũng sẽ hơi bị choáng ngợp và nếu mà muốn uh, từ từ mà đọc từng S cộng hay là đọc từng uh, tuyệt kỹ hay là những tính năng ở trong cái trò chơi thì nó cũng sẽ rất là lâu vậy nên là mình cũng hay là cả nhiều người chơi khác họ cũng đã, đã từng làm đó là cái hướng dẫn dành cho người chơi mới rồi tuy nhiên như mình đã nói là đến thời kỳ này đó là thời kỳ của S cộng rồi và SS mới sắp tới nữa vậy nên là những S nó đã không còn phù hợp nữa và những cái clip mà liên quan đến hướng dẫn người chơi mới ngày trước là chủ yếu uh, đi theo bậc S này xong rồi là xây dựng những đội hình với những S cộng cũ nó đã không còn phù hợp với cái thời điểm hiện tại bây giờ đó là năm 2024 với là mình đã quyết định là một cái clip hướng dẫn như thế này dành cho tân thủ và trong clip này thực ra là nó cũng có thể là không phải đầy đủ đâu bởi vì là mình còn rất là nhiều cái hướng dẫn khác nữa ví dụ như là cách nâng lực chiến này hay là những cái uh, tính năng gì đó lúc mới ra thì mình cũng đã review nhưng mà trong nhiều clip khác mà mình làm clip một cách liên tục ấy cho nên là nếu bạn nào mà muốn có thể tìm lại là bằng cách là gõ trên cái youtube này xong rồi gõ cái tính năng đó ra kèm theo cái chữ Celsius thì có thể sẽ ra được này dưới cái clip này thì mình cũng đã uh, ghi một số cái uh, clip khác, như kinh nghiệm chơi game này, hướng dẫn tăng lực chiến này, hay là sự kiện lấy S cộng này để các bạn tham khảo này, bởi vì là để mà hiểu rõ một trò chơi, uh, nó cũng phải là một cách dài, chứ không phải là mới bắt đầu thì mới có thể là biết được luôn đâu, sau khi được xem một số cái clip này thì có thể nhiều bạn cũng sẽ chưa hiểu được lắm. Ngay cả khi mà các bạn lựa chọn S cộng mới cũng thế Hay là cái đị, clip định hướng đội hình của mình bây giờ đó là hai team tiên sắc đẹp Với cả team giác đấu với nước ấy Thì có nhiều bạn đọc xong cũng chưa hiểu lắm Bởi vì là có nhiều S cộng mới quá mà nó cũng chưa có xuất hiện trong này Vậy nên là um, cứ khi nào mà ra S cộng mới thì mình sẽ luôn review và định hướng cho các bạn thôi Cứ dần dần như vậy thì các bạn sẽ, sẽ dễ chơi hơn Xong so ví bây giờ đó là um, Ví dụ nhé một cái ví dụ thôi là mấy hôm trước mình đã tải về cái game siêu anh hùng đại chiến này nhưng mà mình cũng chưa có thời gian để ngồi chơi với cái game này thì là một cái game đối với mình nó là hoàn toàn mới nhưng mà có những bạn mà đã từng chơi một cái game nào đó cách đây khoảng một hai năm ấy là game liên quan đến chủ đề về one piece hải tặc ấy thì cái trò chơi đấy với cái trò chơi này nó cũng giống hệt nhau cả về một số cái chỉ khác là về hình ảnh thôi cho nên là các bạn cũng sẽ không khó khăn lắm ở trò chơi này hay là ví dụ bây giờ có một số trò chơi mà giống như theo kiểu Pocket Incoming thần thú đại chiến chẳng hạn nhưng mà nó chỉ thay đổi hình ảnh thôi còn một số nhân vật trong đó bộ skill y hệt thì mình hoàn toàn có thể chơi dễ hơn ngay cả tính năng trong đó luôn còn trò chơi này thì hoàn toàn là mới với mình cho nên là mình cũng không phải à, không làm được cái clip gọi là hướng dẫn tân thủ gì cả mà mình sẽ làm clip với tính à, với chủ đề sẽ là gọi là trải nghiệm về game thôi chơi theo kiểu mà cũng gọi là vui vui chứ không hẳn là có thể là hướng dẫn được nhiều người chơi khác Bởi vì mình mới bắt đầu biết chơi trò này thì biết cái gì đâu Trừ khi phải, phải tự tìm hiểu xong rồi là tìm hiểu một cách gọi là cực kỳ nhiều ờ, Xong rồi là rút ra được nhiều kinh nghiệm mới có thể là hướng dẫn được Thì cũng tương tự như vậy Là ở trong game thần thú đại chiến này thì mình cũng đã chơi từ bản chung cách đây trước đó Trước khi nó ra mắt ở toàn cầu là một đến hơn một năm rồi Xong rồi là chơi ở bản tiếng Anh nữa Thì đến bản tiếng Việt này thì mình hầu như là biết được hết tất cả các S cộng với bộ kỹ năng hay là tính năng nó như thế nào để hoàn toàn có thể là làm về uh, hướng dẫn dành cho các bạn hoặc là có nhiều người chơi họ giỏi họ chơi được một lúc là họ có thể à, không phải chơi một lúc chơi được một thời gian là họ có thể là biết được uh, hầu hết về game này là những con nào mạnh mạnh là họ hoàn toàn có thể uh, cũng hướng dẫn được cho người khác rồi vậy nên là nhiều người bắt đầu khi mới bắt đầu vào game nhìn thấy một loạt trắng trắng hợp như thế này toàn S cộng SS thì cũng sẽ cảm thấy rất là khó khăn ngay cả khi mình đã giới thiệu đó là cái team giác đấu sắp tới với Mega Mewtwo X này hay là Zamazenta này hay là một số Pokemon khác nữa say Mega Gallade này Resolute Candel này thì cũng hơi bị khó hiểu ngay cả khi bắt đầu mới chơi họ cũng chưa biết là lên Mega TNC hay là Mega Mewtwo X kiểu gì cả thì cái này cũng phải chơi một cách từ từ thì các bạn sẽ cảm nhận dần trong bắt đầu là tìm hiểu về game sau thì thông qua việc đó mà mình định hướng đội hình thì chủ yếu là những người chơi nào mà cũ thì họ sẽ hiểu biết được những cái beta sắp tới nó sẽ dễ dàng hơn còn bây giờ với những bạn bắt đầu mới chơi thì mình chỉ làm ở trong cái clip hướng dẫn kia là các bạn uh, không nên tập trung nhiều vào những bậc S ở trong game này thời kỳ bây giờ thời kỳ của S cộng tiếp theo nữa là các bạn đừng nâng sao S cộng đó là những S cộng mà các bạn lấy từ lấy một cách dễ dàng bằng cách nạp 50.000 bởi vì đó là những s cộng cũ rồi các bạn nên hướng tới những s cộng mới mà những s cộng mới thì mình cũng đã làm một cái lịch đó là ra mắt những s cộng mới và nếu mà s cộng nào quay lại ở trong sự kiện vòng quay thì mình cũng sẽ uh, uh, phân tích để các bạn có nên lấy hay không thì các bạn chỉ hướng tới những s cộng đó thôi đó mới là những uh, s cộng um, hay s mà các bạn có thể lấy và giúp cho tim mình mạnh hơn được còn bây giờ là các bạn cứ tiết kiệm kim cương uh, chứ cứ đừng có tiêu vội đừng có tiêu nhiều và những cái mà nó không có quá nhiều giá trị về sau bởi vì game này nếu bạn mà xác định không nạp thì kim cương chủ yếu là chỉ có lấy để nâng bậc S cộng à, lấy S cộng ở trong sự kiện kèm theo lấy cả bảo vật vàng nữa đó là những cái đã giúp cho team của bạn mạnh hơn còn đâu nếu bạn là một người chơi nạp chẳng hạn thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng kim cương theo cách mà bạn muốn ở bản Việt này uh, tại sao mình lại hướng hướng đến đội hình theo kiểu mà toàn những S cộng mới như vậy dành cho cả những người chơi mới bởi vì Kim cương thực sự ở bản Việt này kiếm nó cũng đơn giản hơn. Nếu các bạn đã từng chơi ở bản tiếng Anh hay bản Đài rồi chẳng hạn. Bản Đài thì nó hơi dễ hơn so với bản tiếng Anh. Bản Anh hay cả bản tiếng Trung nữa. Cực kỳ là khó kiếm kim cương. Vậy nên là số lượng kim cương các bạn có. Nếu mà cày chay có thể là lên được khoảng tầm 20.000 kim cương trong một tháng thôi. Hoặc là có người sẽ nhiều hơn. Thì 20.000 đó thì các bạn có thể lấy được một S cộng rồi. Chứ không phải lấy được nhiều S cộng giống như ở bản tiếng Việt đang có. Vậy nên là với việc kiếm kim cương dễ như vậy, mảnh vạn năng đỏ hay là các những cái khác kiếm S cộng cũng đơn giản hơn thì chúng ta sẽ có cái cách chơi theo kiểu khác hơn. Và lúc đó thì các bạn hoàn toàn có thể lấy được những S cộng mà các bạn muốn mà cũng không phải khó khăn về vấn đề kim cương hay là nạp gì cả. Thì bây giờ đang có một S cộng mới ở trong cái sự kiện đấu giá này. Thì ngày trước đấu giá này mình lại nói quay trở lại thì vì việc S+ cộng là một, một con nó hiếm và nó mạnh thì nhiều người uh, đang có kim cương cứ thế mà đua thôi. Nhưng mà dần dần các bạn chơi lâu dần thì cái sự kiện thần thú hạn giờ này uh, nếu mà có có sự bàn bạc với nhau này, xong rồi là các bạn đã biết được đó là cái phần thưởng của nó, nó cũng chỉ hơn nhau đó là 80 mảnh của con Amazonta này thôi. Thì 80 mảnh đó bạn nào còn phát có luôn. Còn đâu hơn nhau, đó là chỉ là một cái khung độc quyền của Amazonta. Thế nên là không nên À, tốn kim cương quá nhiều về đối dậy như tranh nhau chỉ lấy 80 mảnh của da magenta hay là một cái khung chẳng hạn vậy nên là dần dần những cái sự kiện thần thú hạn giờ này có những người họ sẽ nhường nhau có những người họ đua nhau nhưng mà chỉ cùng lắm là khoảng một hai người thôi chứ nó không còn náo nhiệt như ngày trước nữa có thể là ở server mới thì nó cũng sẽ nhiệt hơn bởi vì nhiều người chơi bắt đầu có được một con s cộng mới ở trong sự kiện thần thú này nó cũng sẽ khác biệt hơn hẳn so với cả những người chơi khác ok bây giờ thì mình sẽ bắt đầu quay mình nói hơi bị nhiều thực ra là quá nhiều nhưng mà chủ đề này của trong clip này hôm nay là tán gẫu mà cho nên mình nói sẽ nhiều hơn uh, thay vì uh, lại làm một số cái trận đấu toàn mình toàn thua giống như là hôm qua và ngày hôm nay mình sẽ dự định đó là lên 7.000 điểm còn ngày mai có thể lên 10.000 hoặc có thể leo lên 15.000 để lấy một cái cục đá vàng hoặc gọi là đá vạn năng huyền thoại còn khi các bạn đã chịu khó Đó là tương tác ở trên trang chủ của game rồi Để có thể có danh hiệu fan cứng Thì các bạn sẽ nhận được code fan cứng như thế này Đó là 1.000 kim cương, hai mảnh văn năng đỏ Và 10 cái thẻ quay Bậc S này Đó cũng là một cái cách để các bạn mỗi tuần kiếm thêm được kim cương Mảnh văn năng đỏ ở trong game Thì với việc nhiều kim cương như vậy Các bạn sẽ lấy được S cộng một cách đơn giản hơn Còn hôm qua thì thực ra là Mình cũng không có ý định đó là chơi kim cương đâu Mình đã nói luôn là Tại sao mình lại để ở cái phần mèo chiêu tài này mình không quay. Bởi vì là nó sẽ hiện lên cái số kim cương của mình. Hiện tại bây giờ thì số lượng kim cương của mình như hôm qua các bạn thấy là khoảng tầm 24 mấy nghìn. Hôm nay nó tăng lên thêm rồi. Thì tuần này thì mình không lấy hạng 1. Cho nên là đến ngày mai sau khi kết thúc cái sự kiện thần thú hạn giờ này. Thì các bạn sẽ không thấy mình ở hạng 1 đâu. Và hên xui nữa đâu và hạng 3 thì sao. Cho đến thời điểm này thì Necroma đối với cả cái team của mình là một thành viên mà có thể gây ra đột biến. Từ những quả bắn của nó bắn xui thì team mình thua bắn hên có một vài pokemon chết thì team mình lại giành chiến thắng chứ còn đâu thì uh, bây giờ nhiều người chơi đã bắt đầu chuyển hướng sang cái team sắc đẹp của mega tnc rồi họ đập team của mình một cách đơn giản hơn rất là nhiều còn uh, sắp tới thứ hai ngày mai sau khi mà lấy được ra magenta xong thì mình cũng có thể là chuyển hướng quay trở lại cái team ma siêu giác đấu của mình để uh, có thêm ra magenta rồi thì team ma siêu giác đấu nó sẽ được trụ tốt hay không và kèm theo nữa là chuẩn bị mega mô ở tháng sau nữa uh, lúc này thì mình sẽ bỏ Necroma ra. Để lại cho lại đó là Shiny Mega Gardevoir 9 sao z 4 Và chắc lại dự định đó là lên 11 sao thôi. Với việc bây giờ là... Việc kiếm kim cương, mảnh vạn năng đỏ nó cũng dễ dàng hơn rồi. Kèm theo nữa là cái sự kiện đầu ra S cộng mới. Có một tuần ra một lần. Thế nên là càng nhiều S cộng mới ra nó sẽ càng mạnh hơn. Thì bây giờ với việc đó là... Chạy theo Meta. Là những S cộng mới một cách liên tục như vậy. Nếu bạn mà giống như mình là một người làm YouTube ý, thì có những S cộng nào mới ra thì toàn sẽ lên 11 sao thôi và cứ lên lên dần như thế đến một giai đoạn có những S cộng mà không sử dụng nữa ví dụ như Mazda, Luala hay là một số bậc S luôn, Mega Ray qua Gia. chẳng hạn bây giờ mình đã về mốc không rồi vậy, vậy nên là để hướng tới cái team bây giờ mà nó ổn định thì team sắp đẹp tiết đá của Mega Tiên Si là một cái team mà mình vẫn hay hướng tới cho mọi người hơn À, so với team giác đấu của Mega Mojwick Mega Motric là cái team mà nó liên quan đến uh, VIP 12 trở lên rồi nhiều bạn mà gầy chay thì cũng không thể có được thì lúc đó cứ chỉ hướng tới đó là cái team Mega TNC với tiết đá của nó thôi còn đâu nếu bạn nào mà quá đam mê về cái team giác đấu chẳng hạn không có Mega Motric, thì thay thế vị trí đó thì bạn có thể sử dụng đó là Zacian trở thành một cái team mà theo kiểu mà nước kiếm vũ hay là team giác đấu kiếm vũ cũng được thì lúc đó cứ có x cộng mới như vậy thì mình sẽ lại review thêm còn bây giờ mình cũng là một người uh, đang chuẩn bị để lên Mega Mewtwo đây Tuy nhiên là Mewtwo bây giờ mình có 9 sao và vừa lấy lấy thêm được hai con Mewtwo nữa ở trong cái sự kiện Gatapon đợt trước trước nữa và mình sẽ cần phải sử dụng thêm đó là mảnh và năng đỏ mới có thể lên được 11 sao à, chắc là SS thì lên 12 sao rồi thì mảnh vẫn năng đỏ bây giờ nếu mình trong clip này mình vẫn đang để sẵn đó là Shiny Mega Gatapon 9 sao Z 4 và tiếp theo sẽ là nâng lên 11 sao để test sau còn bây giờ test nốt với cả chín sao Z14 thay thế uh, Necroma trong đội hình thì nó sẽ như thế nào. Nói thật bây giờ cái tỷ lệ mình giành chiến thắng trước chip nó lại cao hơn so với VIP Kotaro với việc đó là đội hình này thì, thì đang đi đội hình mà không có Shiny Mega Ganevo còn đây đi theo hiểu chỉ hướng tim sắc đẹp rồi nhưng mà thôi mình đánh một cách từ từ với việc bây giờ là không có Necroma trong đội hình nữa lực chiến nó cũng đã giảm đi và mình muốn đi theo hướng báo cát với cả sắc đẹp như thế này và trận đấu bắt đầu với việc mình bỏ Necroma ra rồi thay thêm Shiny Mega Ganevo và dự tính nó lên 11 sao Sắp tới thì uh, ra Magenta mình cũng sẽ test trước với cả việc uh, để 4 sao, 8 sao rồi lên 11 sao sau. Còn chắc chắn là nó sẽ lên rất mu uh, thấp nhất sẽ là ZMU skill 3 rồi, có thể là 4 bởi vì là lúc đấy nó ra skill 2 thì nó sẽ hỗ trợ một đồng đội hàng sau bên mình sẽ ra được là cái um, đòn skill 1, một cái để hỗ trợ dành cho Mega Monarch về sau rất là tốt. Bây giờ mình đi tìm sắc đẹp rồi thì cũng bớt sợ hơn về cái khoản uh, mê hoặc ở bên kia. Và bây giờ team mình không có những cái uh, sát thương uh, đột biến đến từ uh, Necroma nữa Mà đi theo kiểu sát thương một cách từ từ rồi Và có thêm Shiny Mega Gardevoir là những Pokemon sắc đẹp bên mình sát thương gây ra nó cũng sẽ cao hơn so với lúc trước Thêm kèm thêm một ít bão cát nữa Ủa, hai con không đánh nhau Đó là do uh, đang bị khống chế hết rồi còn nếu bạn lên đường 11 sao nên rất mua nữa thì nó còn toàn bộ địch nào mà đang bị mê hoặc đánh nhau cơ hiện tại bây giờ mình đang để bão cát thì có thêm cái cái tường đá nữa để đỡ một, mấy phần khống chế của bên địch nhưng mà vỡ tường một phát vừa rồi thì mega tiên si mặc dù là có tường đá nhưng mà vẫn bị dính phong vấn kim cương nếu bạn mà có thêm bảo vật vàng của shiny megatirata nữa cơ thì lúc đó một là sát thương cao, hai là cái tường đá này được tạo ra nhiều hơn và nó còn hồi lại máu cho tường đá nữa. Cho nên bảo vật vàng của shiny megatitata mà sử dụng cho chính nó, ấy mình thấy rất là nhiều người sử dụng mà sát thương gây ra công nhận đỉnh thật. Và địch cũng đã làm cho hai con mình biến thành một con trứng rồi. Mình trong trận này thì mình không sử dụng miorgin, còn nếu mà đi theo hướng sát đẹp thì ramon golden sẽ ra ngoài và thay thế bằng miorgin ở vị trí đó thì bây giờ cái team bên mình là đi theo màu sắc đẹp không có necroma nữa thì lại hai bên cùng nhây với nhau và xanh đi mega và nuôi mạnh nữa cơ thì sát thương nó gây ra nó mới tốt được còn đâu thì nó cứ từ từ dần dần đặt bẫy cùng với cả magena mà quả trứng công nhận con miozin ác thật nó còn làm cho đến tận hai lượt cơ hai bên team tiến đá phát là rất là đánh nhau rất là nhây nhưng mà đấy là một đội hình mà nhiều người chơi bây giờ họ top vẫn họ đã sử dụng nhiều hơn Để nói là nếu mà không có necroma thì magina nó vẫn được an toàn dưới cái đội hình team tiến đá như thế này thêm một chút bão cát với động đất nữa cũng làm cho bên địch mất máu mà con miogen bên địch nuôi tốt thật. Hơi không chế tốt lại còn thêm quả đam cũng ổn nữa. Khác hẳn với cả miogen mình nuôi. Đấy bắt đầu con Sunny Megatira bên kia ulti 12 triệu rồi. Đấy, may quá, mình giết được một con, đó là con Sunny rồi. Trận này thì có vẻ như là team mình có cơ hội giành chiến thắng không. Và bên mình Sunny Megatira đã ulti được một phát 200.000 luôn. liệu có một cái cơ hội nào đó để giúp cho team mình thắng trận này cũng không một phát ba con bên mình đã bị biến thành trứng 20 triệu đam đến từ Shiny Mega nữa Thôi skip phát Không muốn nhìn thấy từng đồng đội bên mình bị ăn đòn Vẫn bị thua Nói chung là cái trận đấu vừa rồi thì mình cảm thấy là cũng hơi hơi Có cái mức độ là có thể giành được chiến thắng đấy nhưng mà chắc là shiny tại bên mình nuôi không mạnh được bằng họ rồi và kèm theo là cả mewtwo cũng hỗ trợ kháng từ các kiểu nữa thì ngay xong cuối cùng là bên mình cũng sẽ bị thua thôi trận hôm nay loát nhanh cực hy vọng là có gì đó có thể giành được chiến thắng nhanh chăng Bên mình bây giờ đây đang có Shiny Mega Gardevoir rồi Thì bây giờ đấu với cả cái team Của kotaro với cả của Kenji thì Chắc là sẽ khó khăn hơn rồi Còn bây giờ đội hình này thì không có Shiny Mega Gardevoir Mà chơi theo kiểu một cách nhanh từ từ Thì có thể giành được chiến thắng không Necroma đây Thì họ để hết hàng trên Tại vì có Myojin cũng hỗ trợ rồi Mà sát thương gây ra mạnh phết mặc dù là lực chiến cũng ngang ngang với cả con Necromani mình nhưng mà bắn của Mioji này thấm hơn rất là nhiều 10 triệu này ừ, được một quả đánh quay tim mà không có sắc đẹp phát là sắc thương gây ra mạnh hơn hẳn luôn trận này bên mình nổ đam gọi là khác biệt hẳn với cả những trận đấu mình hay review cũng là làm cho Shiny Mega Tirata bên kia vào kháng tử luôn rồi. Ngoài ra thì cũng kèm thêm cả một số cái hiệu ứng bổ trợ tốt nữa. Thế nên là team mình cũng đang an toàn lúc này. Bão cát, bẫy gương, hàng trước. Thì bây giờ đấu đấu với đội hình bây giờ bỏ Necroma ra thì đang cảm thấy là có cái chút tiến bộ hơn hẳn. Khi mà Shiny Mega Garevo vào để bổ trợ dành cho những con tiên nguyên mình. Không còn những cái pha sát thương gây ra quá mạnh nữa. Bởi vì là lúc nổ lúc xịt Thì bây giờ thay thế bằng việc đó là nhây nhây như thế này Để giúp cho những cua con sắc đẹp bên mình Có thể Ra Những đòn tấn công mà dẫn như là giết địch với sát thương gây ra nó cao hơn Thì hầu như bây giờ những Pokemon nào mà Không phải sắc đẹp Thì ăn đòn bên team mình Nó cao hơn khi mà có Shiny Mega Gardevoir này Cần phải nuôi mạnh hơn nữa thì lúc quản vừa rồi chém là có thể bay được núi đá và nên cân nhắc là còn nên cho thêm Muozin vào không chứ nó bổ trợ được hai con kháng tử nữa quá tuyệt vời nhưng mà như thế lại chơi theo hướng giống hết team của họ đó là team sắc đẹp thì lại không có đó là cái bão cát của Brian Gordon này nói chung mỗi kiểu nó lại có một cái hay riêng nếu mà có 7 con thì tuyệt à Necroma đã chính thức tử trận rồi hỗ trợ vừa rồi là của Muozin dành cho Necroma đã kết thúc và bên mình chém điên hơn hẳn 17 triệu quả vừa rồi của Mega Tiên Si này bên kia Shiny Mega Tirata không biết nó vào kháng tử lần nào nhỉ nếu nó vào rồi thì còn đỡ nếu còn chưa vào thì nó lại điên điên nó lại un tí bùng một phát bên mình lại đái mất đây bên mình đây hai quả hai triệu với một triệu đây nhưng mà cũng kèm theo là cũng bay chết một con hai con rồi Ok thì mình chỉ vừa test như vậy thôi trước khi lên 11 sao để các bạn thấy là nếu mà đi một đội hình mà nó phù hợp ấy thì uh, Mega Galevo vừa rồi nó thể hiện ở trong cái team mình tốt hơn so với cả Necroma ở những trận đầu trước mình đã review mặc dù Necroma mình đã lên đó là Z Zmu 6 rồi thêm màu vật vàng của nó nữa bây giờ thì những đồ của nó đang chuyển sang cho Sunny Mega Galevo ví dụ như chip hay đá bùa chẳng hạn thế nên là lực chiến từ triệu rưỡi xuống còn triệu ba ok hẹn gặp lại các bạn clip kế tiếp